Thân mến chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món nấm rơm kho với đậu hũ. Đây là một món ăn chay với các nguyên liệu dễ kiếm. Nguyên liệu của chúng ta gồm có đậu hũ, sả, nấm rơm, chao, đường, nước tương, bột ngọt, hạt nêm, chay và tỏi băm. Nấm rơm này thì mình rửa sạch với nước muối nha các bạn. Cho mình cắt làm hai. Chao này mình dùng chao trắng hết các bạn. Giờ mình trộn cái gia vị vô. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Muỗng canh nước tương. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Muỗng canh đường. Mình trộn gia vị sẵn mình khuấy đều ha. Để chút nữa mình khi mình xào mình làm cho nó lẹ. Mình thêm một chút sả băm nữa cho nó thơm. Mình tiến hành mình làm xì tỏi. Khi chảo dầu nóng mà nó phi tỏi cho nó vàng, xong mình đổ sả vô mình phi. Sả băm ở đây mình dùng 2 muỗng canh phi cho nó thơm vàng, xong mình cho nấm rơm vô mình xào. Xào sơ nấm rơm cho nó hơi thơm, nó vàng, nó thơm. Cho mình đổ cái nước chao hồi nãy vô mình pha sẵn đó. Đổ nước chao hồi nãy vô. Lúc này mình tắt lửa cho nó bớt văng ha. Mình cho thêm một miếng nước hạnh này để nó mình cái cháy, mình kẹo quá cháy. Cho khoảng 3 muỗng canh nước lạnh, nước lọc đó. Rồi mình lên lửa mình khuấy cho nó nước nó sắc lại. Lúc này là mình nêm cũng được, mình nêm nếm lên cho nó vừa ăn chưa. Rồi khi cái nước chao nó sôi được một lát rồi đó, mình bỏ đậu hũ non vô. Đậu hũ non này mình sắc miếng vuông để mình xài khoảng 3 miếng đậu hũ non. Mình bỏ vô cho nó thấm cái nước chao ăn mới ngon các bạn. Rồi mình để cho nó sôi hồi ha. Nước nó xăm xắp vô đó. Mình chan với cơm mình ăn cũng ngon lắm. Mùi rất là thơm. Giờ mình cắt vài khoanh nữa.
bỏ vô đây ha các bạn, cho nó cay cay. Cái này mình chấm với rau rau xanh đó, hoặc là dưa leo, hoặc là rau luộc, rất là ngon cơm các bạn ơi. Một món ăn chay rất ngon. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy thích thì cứ làm thử ha. Rất là ngon. Chào tạm biệt nha.